chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú mình cưa cái cây điều nha các bạn. Quê mình kêu cây đào nha, còn chỗ khác thì kêu cây điều á các bạn. Cái chiếc xe cuốc này quá lớn rồi các bạn ơi, 210 các bạn, EX 210 đó, có xe cuốc hỗ trợ cưa cái cây điều này luôn. Xe cuốc này xe cuốc lớn nha các bạn, 07 ha, 09 gì nè các bạn ơi. Rồi chủ mình chơi lấy máy cưa hạ gốc luôn à, ghê thiệt, chơi dữ luôn. Quá hay. Ah.
Rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn, hẹn bạn video tiếp theo nha các bạn, nhớ đăng ký các bạn, mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Xe cuốc đó là xe cuốc khổng lồ chứ khủng.